Nga cấm nhập cảnh một số sản phẩm của Hoa Kỳ và Liên Âu, tin từ mặt tư khoa. Trong cuộc họp nội các ngày thứ Năm, Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh thịt bò, thịt heo, thịt gà, trái cây, rau, cá, sữa và các phó sản sữa của Hoa Kỳ, Liên Âu, Úc, Canada và Na Uy. Quyết định của chính phủ Nga có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 và sẽ được xét lại sau thời gian một năm. Thủ tướng Medvedev cho biết là Nga đang xét việc cấm các hãng hàng không Liên Âu và Hoa Kỳ dùng không phận của Nga. Hiện giờ, Nga đã cấm các hãng phi cơ của Ukraine dùng không phận của họ.